Cây Dầu chắc khoảng là 7-8 giờ tối đó các bạn. Chuyến này thì Ngân tính quay là cái xà lan của Ngân bơm dầu như thế nào cho các bạn xem, mà chắc có lẽ là không quay được luôn rồi. Tại vì về tối quá, Ngân sẽ tranh thủ Ngân bơm dầu. Bơm dầu xong thì xà lan Ngân sẽ đi luôn á. Chuyến này về thì Ngân về tới Cây Dầu chắc khoảng 7-8 giờ tối á. Ngân bơm dầu rồi Ngân sẽ đi luôn. Tại vì chuyến này Ngân hơi gấp hàng á. Dự định là chuyến này về thì Ngân sẽ quay cho các bạn xem xà lan của Ngân bơm dầu như thế nào, nhưng mà chắc là có lẽ là Ngân không quay được, tại vì về đó tranh thủ bơm để mà kẹp con nước đi luôn, không có quay được kênh chợ gạo luôn đó nè. Không biết là đi nước ngày hay đi nước đêm đây. Nếu mà hàng mình không gấp á, thì mình có thể đậu lại sáng mai mình đi, còn nếu mà hàng gấp á các bạn thì mình phải đi luôn trong đêm á. Đi tới đâu thì buồn ngủ mình sẽ đậu tới đó, chứ để mình đi không kịp lô hàng thì không được các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi cái hành trình mà Ngân đi ra ngoài Vũng Tàu như thế nào nha. Hiện tại Ngân đang đi ở ngoài sông lớn á, ở ngoài sông Tiền á các bạn. Nước bây giờ hiện tại cái tháng này là tháng nước đổ cho nên là nước chảy khá là mạnh luôn á. Xà lan của Ngân thì đi khoảng mười mấy cây á. Để Ngân xem đi được mười mấy cây ha. Nước này thì chạy chắc khoảng 15-16 cây trên một giờ á. Nước đổ quá chảy rất là mạnh luôn. Nước này thì không còn nước lớn đâu các bạn, nước này thì còn chảy một chiều nước lòng thôi chứ không có chảy nước lớn nữa. Ngân đi hiện tại bây giờ là khoảng 2
trên 1 giờ. Cái trớn nhanh dữ lắm luôn các bạn. Các bạn thấy cái phao nè. Ở phía trước thì lục bình khá là nhiều luôn ha. Lục bình nhiều nhưng mà lục bình trôi ở trên sông á các bạn, xà lan đi qua đi lại á, chặt á thì lục bình nó cũng không có còn được nguyên vẹn. Nó bèo nhèo hết rồi. Đây, đây có một chiếc đò nè. Mình đi về như thế này thì mình đi một con nước xuôi. Ở phía trước các bạn nhìn ngay chỗ này là Sa Đéc đó các bạn, khu công nghiệp Sa Đéc đó. Ở phía bên phải màn hình đây là những cái bè người ta nuôi cá đó. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì xà lan của Ngân đã đi tới Sa Đéc rồi các bạn. Ở phía trước là Sa Đéc nha. Buổi chiều hôm nay thì quay cái cảnh khá là đẹp luôn nè. Cái form hình rất là đẹp luôn các bạn. Cái view cũng đẹp luôn. Xà lan của Ngân thì đang đi về xà lan nổi á. Ngân đã đi tới gần tới khu công nghiệp Sa Đéc rồi. Xà lan của Ngân thì đang chuẩn bị qua một chiếc xà lan cát. Đây, đây là xà lan cát ha. Đó các bạn. À, hôm nay thì trời rất là trong xanh luôn, không có mây đen mà cũng không có chuyển mưa, không có gì hết các bạn. Bầu trời rất là xanh luôn cho nên là cái khung cảnh cực kỳ đẹp. Xà lan của Ngân đang nổi á, cho nên là Ngân đang ngồi ở phía trên cao á các bạn. Gió rất là nhiều luôn ha. Đó, đây là cái mũi của chiếc xà lan cát nè. Xà lan của Ngân thì đang qua mặt. Xà lan của Ngân hiện tại xà lan nổi và đang đi nước xuôi á, cho nên là cái trớn nó rất là nhanh luôn. Đó, các bạn thấy cái khung cảnh rất là đẹp không? Ngồi ở đây thì trời gió rất là mát nữa. Thích lắm luôn. Cái bao tai huyền thoại. Cái bao tai huyền thoại. Đây là cái bao tai huyền thoại nha. Có nhiều bạn kêu Ngân bỏ cái bao tai này đi nhưng mà Ngân vẫn chưa bỏ nữa nè. Cầu
cố gắng quay một đoạn cho các bạn xem ha, tuy mặc dù là bây giờ rất là buồn ngủ luôn. Đó, nhìn thấy cái cầu Mỹ Thuận từ phía mặt trời lặn á. Ôi chú cha ơi, nó quá là quá xá đẹp luôn. Cầu Mỹ Thuận, đây là quê hương của ai đây? Ơi, Ngon đang ngồi trên cái nóc cabin trước á, thì xà lan Ngon mới vừa qua cái cầu Mỹ Thuận ha. Cái cầu Mỹ Thuận này thì được bắc qua con sông Tiền ha các bạn, một bên là Tiền Giang, một bên là Vĩnh Long ha. Có ai quê ở gần khu vực này không? Thấy những cái cây cầu này á, thì mình sẽ rất là nhớ quê và nhớ nhà luôn. Những người mà đi làm xa quê á các bạn, khi mà xà lan của Ngân đi tới một cái đoạn đường nào đó thì Ngân sẽ quay lại cái khung cảnh của cái đoạn đường đó. Những cái cô chú anh chị mà ở xa quê á, thì thấy được cái khung cảnh mà ở gần cái nơi mình sinh sống, gần nhà mình, thì sẽ đỡ nhớ nhà và nhớ quê hơn một xíu ha. Đây, phía bên đây là của khu vực Vĩnh Long ha các bạn, còn ở phía bên này thì của khu vực Tiền Giang. Trời, buổi chiều thì Ngân đang ngồi trên nóc cabin, gió rất là mạnh luôn các bạn, và rất là mát luôn á. Không biết là Ngân nói chuyện có nghe rõ hay không, có bị ồn gì không nữa nè. Mặt trời lặn ở phía sau rất là đẹp ha. Tối hôm nay thì xà lan của Ngân sẽ đi đêm các bạn. Ngân đi về tới Mỹ Tho rồi Ngân sẽ bơm dầu. Đi tới đó thì chắc có lẽ là nước sẽ lớn các bạn. Để Ngân sẽ quay ở phía trước cho các bạn xem có những cái chiếc xà lan người ta đang bơm cát như thế nào ha. Người ta đang cạp cát như thế nào ha. Mời các bạn cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Ngân nha. Đây, ở phía trước đây có một cái chiếc xà lan cát, người ta đang cạp cát cho những cái chiếc ghe nhỏ nè. Rồi, bây giờ hiện tại là 5 giờ mấy rồi cho nên nó sẽ thu bóng xinh xinh nha. Các bạn thông cảm nha. Tiếp theo, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.